Khổng Minh Gia Cát Lượng là một nhà chính trị, nhà quân sự kiệt xuất của Trung Quốc trong thời Tam Quốc. Ông thấu hiểu trời đất, dụng binh như thần, đã phát minh ra những sáng chế và vật dụng khiến người đời nể phục. Ngoài tài túc trí đa mưu, liệu sự như thần, ít ai biết được đằng sau những thành công của Gia Cát Lượng còn có bóng dáng của một người phụ nữ. Ngày hôm nay chúng ta cùng đến với những phát minh kiệt xuất của Gia Cát Lượng và sự thật về người vợ xấu ma chê quỷ hờn của Khổng Minh. Bát trận đồ. Bát trận đồ được xem là thế trận kinh điển do Gia Cát Lượng phát minh ra mà đến nay vẫn chưa ai phá nổi. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, có cốt truyện Lưu Bị vì nóng lòng trả thù cho quan Vân Trường mà bị đại tướng quân Đông Ngô là Lục Tốn đánh bại và giáo giết truy đuổi. Bát trận đồ căn cứ theo bát quái tám quẻ, càn khôn cấn chấn tốn ly khảm đoài mà bày thành tám trận chính: Thiên Phúc, Địa Tải, Long Phi, Sa Bàn, Hổ Dực, Điểu Tường, Phong Tán, Vân Thủy. Được án theo bát môn tám cửa là Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai, Hưu. Trong trận lấy 5 người làm một ngũ, ngũ hành, 55 người thành một đội, 55 là số sinh thành của trời đất, trời 25, đất 30. 8 đội thành một trận, 440 người, 8 trận thành một bộ, 3.520 người là trận tiểu thành, 8 bộ thành một tướng, 28.160 người là trận trung thành, 8 tướng là một quân, 225.280 người là trận đại thành. Từ bát quái sinh ra trùng quái, 64 quẻ, lấy 8 làm cơ sở mà nhân lên, càng đông người thì trận càng lợi hại. Châu máy, ngựa gỗ. Ngựa gỗ, châu máy được Gia Cát Lượng nghĩ ra khi đến Kỳ Sơn phạt Ngụy. Vì tình thế khó khăn nên ông phải tính kế lâu dài đánh quân Ngụy. Thời điểm đó là mùa mưa khiến cho việc vận chuyển lương thực khá khó khăn. Do đó, Khổng Minh bèn sáng tạo ra ngựa gỗ, châu máy để giải quyết việc vận chuyển. Ngựa gỗ có cơ cấu máy móc ở bên trong. Ngựa gỗ tự đi khoảng 10 km mà không cần lực đẩy. Cứ hết 10 km lại cài lại cơ cấu bên trong để chạy tiếp. Nỏ Gia Cát. Để đối phó với quân Ngụy của Tào Tháo, Gia Cát Lượng đã cải tiến nỏ nguyên nhung thành nỏ Gia Cát. Loại nỏ này được làm bằng sắt, dài 8 tấc, mỗi lần bắn ra được 10 mũi tên. Trong thời Tam Quốc, nỏ này có tên gọi khác là Thôi Sơn hay Liên Châu. Nỏ sở hữu uy lực mạnh mẽ và được xem là vũ khí tầm xa đáng sợ nhất lúc bấy giờ. Năm 1964, các nhà khảo cổ học đã khai quật được ở xã Thái Bình gần Thành Đô máy nỏ bằng đồng, ghi lại được làm vào ngày 30 tháng 2 năm Cảnh Diệu thứ tư, thời hậu chủ Lưu Thiện, tức 27 năm sau ngày Gia Cát Lượng mất. Nỏ này là loại nỏ mà Gia Cát Lượng đã cải tiến. Bánh màn thầu. Sau chuỗi sự kiện Thất Cầm Thất Thả, Nam Man Vương Mạnh Hoạch, Gia Cát Lượng đã hoàn toàn thu phục được vị Man Vương này. Tuy nhiên, trên đường quay về Thành Đô, quân đội của nhà Thục đã không thể vượt qua được sông Lô Thủy, vì đây là một con sông lớn, nước sông chảy xiết. Sau đó, Mạch Hoạch đã cho Gia Cát Lượng biết rằng muốn vượt sông phải có vật hiến tế ném xuống sông, đó là thủ cấp của 50 nam giới. Tuy nhiên, Gia Cát Lượng lại không muốn mất đi bất kỳ tính mạng nào nữa. Sau đó, ông đã nghĩ ra một loại bánh nhỏ có hình dạng đầu người, trong đó chứa nhân thịt và sau đó ném xuống sông. Ông gọi chúng là bánh đầu người dã man. Và đến ngày nay, man đầu đã thành màn thầu mà chúng ta thường biết. Khổng Minh Đăng, đèn Khổng Minh. Đây là một kiểu sơ khai của khinh khí cầu mà chúng ta đã biết được Gia Cát Lượng phát minh nhằm truyền tín hiệu quân sự. Khổng Minh Đăng được cho là phát minh khi Gia Cát Lượng bị vây hãm bởi quân đội nhà Ngụy của Tư Mã Ý ở Bình Dương. Lực lượng tiếp viện sau đó đã nhận được tín hiệu trên bọc giấy của đèn lồng và sau đó đã nhanh chóng đến tiếp viện cho Gia Cát Lượng. Cũng theo một số thông tin, do đèn lồng làm giống với hình chiếc mũ mà Gia Cát Lượng hay đội, nên nó đã được đặt theo tên của ông. Bàn cờ Khổng Minh. Cuộc sống trong quân đội xưa không chỉ có binh đao, luyện cung kiếm, trận pháp. Các danh tướng xưa cũng rất quan tâm tới đời sống tinh thần cho binh sĩ của họ. Thời Tam Quốc cũng vậy, nếu như ta thường thấy Bắc Ngụy có trò tựa như đá bóng ngày nay, thì Gia Cát Lượng lại phát minh ra một loại cờ giúp quân sĩ giải trí, ngày nay gọi là bàn cờ Khổng Minh.
Tương truyền đây là một trò chơi trí tuệ, tuy nhiên quy tắc lại khá đơn giản. Đến nay vẫn chưa rõ luật chơi của loại cờ này như thế nào. Khóa khổng minh. Khóa khổng minh tương truyền xuất hiện trong khoảng từ cuối thời Xuân Thu cho tới thời Chiến Quốc do Lỗ Ban sáng chế ra. Trong thời Tam Quốc được cho là do Cát Lượng sáng chế. Khóa khổng minh thực chất là một món đồ chơi do các thanh gỗ cài vào nhau, sau đó thách đố người khác tháo ra. Cài vào vốn dĩ đã khó, tháo ra lại càng là một vấn đề nan giải. Đến ngày nay, món đồ chơi trí tuệ này khá phổ biến tại Trung Quốc và một số nước châu Á. Chiến xa. Để công phá cổng thành địch, Gia Cát Lượng đã chế tạo ra chiến xa, sau đó bộ binh sẽ đi theo tràn vào thành địch. Gia Cát Lượng là một nhà chính trị quân sự tài ba của Trung Hoa và cũng là một nhà tiên tri nổi tiếng nhất. Người ta thường chỉ chú ý tới những tiên đoán như thần của ông, mà ít ai chú ý người phụ nữ đứng đằng sau ông là ai. Câu chuyện về người vợ của Gia Cát Lượng cũng là một giai thoại ly kỳ không kém phần cuộc đời của ông. Về việc Gia Cát Lượng lấy vợ, thì sách Tương Dương Ký chép rằng ở miền Nhữ Năm có một danh sĩ là Hoàng Thừa Ngạn, tính tình thanh cao, khoát đạt và thành thực. Ngạn đến bảo với Lượng rằng, nghe anh kén vợ, tôi có đứa con gái xấu xí, đầu vàng, da đen, nhưng tài năng có thể phối hợp với anh được. Lượng bằng lòng tức thì, Ngạn đem con gái đến cho. Còn giai thoại về chuyện tình của Gia Cát Lượng và Hoàng Nguyệt Anh được ghi chép và kể lại khá nhiều, ví như chuyện ông quyết chí mai phục để tiếp cận người đẹp. Chuyện rằng là người ham học hỏi, nghe nói ở Ngoạn Long Cương có viên ngoại họ Hoàng, trong nhà cát nhiều sách quý, Gia Cát Lượng bèn rời tới đây, dựng lều tranh ở gần để tìm dịp hội kiến. Thêm vào đó, tin đồn nhà họ Hoàng có cô con gái tên Hoàng Nguyệt Anh, nức tiếng khắp vùng, là một tài nữ càng thôi thúc ông đến để có cơ hội gặp gỡ, kết giao. Biết được ý định của Gia Cát Lượng, Hoàng viên ngoại ra sức ngăn cản mà không hề cho biết lý do. Trước tình hình đó, Gia Cát Lượng không hề nản lòng, ông vẫn muốn dùng tài năng và học vấn của mình để thuyết phục Hoàng viên ngoại tác hợp cho mình và cô con gái nên duyên. Thế nhưng một điều vô cùng bất ngờ xảy ra, đó là Hoàng viên ngoại tiết lộ con gái ông có dung mạo vô cùng xấu xí, rất khó coi, rồi khuyên Gia Cát Lượng nên tìm ý trung nhân tài sắc vẹn toàn. Kể từ đó, thiên hạ rộ lời đồn thổi về nhan sắc ma chê quỷ hờn của tài nữ Nguyệt Anh. Ít ai biết rằng, chiếc quạt lông Gia Cát Tiên sinh thường mang bên người là tín vật định tình của ông cùng người vợ Hoàng Nguyệt Anh. Tương truyền, vì ham mê võ nghệ, Hoàng Nguyệt Anh với cái tên cúng cơm A Sử theo dọc danh dự trên núi. Sau khi hoàn thành việc võ học, bà được vị sư phụ tặng cho chiếc quạt lông vũ cùng với hai chữ Minh, Lượng và Dặn Dò. Tên hai chữ này chính là Đức Lăng Quân Như Ý của con. Thưa Gia Cát tiên sinh vừa cùng gia phụ đàm luận thiên hạ đại sự, tâm mang đại kế, khí vũ hiên ngang, say mê hứng thú. Nhưng mà, tôi phát hiện, khi ngài nói tới Tào Tháo, Tôn Quyền, thì chân mày hiện rõ ưu tư. Tôi tặng ngài chiếc quạt này là để ngài che mặt những khi như vậy. Qua câu nói đầy ngụ ý của Hoàng Nguyệt Anh, Gia Cát Lượng có thể thấu hiểu được tâm ý của bà, không muốn chồng mưu sự bất thành vì dao động tình cảm, và món quà bà tặng sẽ như thứ bảo bối giúp ông che giấu cảm xúc, suy nghĩ thực sự trước đối phương. Sau khi kết duyên cùng với tài nữ người Anh, chiếc quạt lông vũ trở thành vật bất ly thân đối với khổng minh Gia Cát Lượng. Ông coi nó là một thứ báu vật luôn phải nâng niu và trân trọng. Chiếc quạt lông vũ, áo bát quái và người vợ gắn bó từ thuở Hàn Vi luôn là những vật gắn bó và đối với ông là những thứ cần trân trọng. Các bạn vừa xem qua câu chuyện kỳ thú về khổng minh Gia Cát Lượng trên VGT và đừng quên nhấn nút like cũng như đăng ký để ủng hộ nhóm nhé.